Em xin chào cả nhà. Em chào cả nhà đã đến kênh bữa cơm gia đình của em. Em mời cả nhà mình cùng vào bếp để làm bữa cơm cả nhà ơi. Thì em vào bếp hôm nay thì em chuẩn bị gạo nè cả nhà, em vo xong rồi nè. Để mình làm cho nó nhanh, nó mất thời gian. Đây em hôm nay em nấu canh bạo với hành cả nhà. Canh bạo thì em mua cá rô cả nhà. Em mặn xong rồi, em để gáo nè. Này cái gô đậu nấu canh bậu với hành. Ở đây có một mớ cá cá chốt nè cả nhà, cá gặm. Bữa em giăng lưới cùng với chị xui với em gái đó cả nhà, để tủ lạnh tới bữa nay. Lấy ra để muối này nè cả nhà. Muối xạ cái này, muối ớt. Ớt với muối ớt. Tỏi muối ớt cả nhà, chứ không có xả, em có để xả cả nhà. Muối mặn ha, rồi ăn kèm chung với canh với em kho 2-3 cá rô để kho tiêu cả nhà. Bây giờ em xin mời cả nhà cùng vào bếp để làm cơm với em nha. Đi nấu cơm cả nhà, em mời cả nhà nấu cơm với em nha. Rồi, em bắt lên trên bếp, em đổ nước vô. Nhúm lửa rồi nè cả nhà. Nhúm lửa để nấu cơm. Rồi, em để cơm đây nha, tờ em đi ớt cá cả nhà. Cá cho thấm để mình kho. Đây cá đây, em kho vài con còn nhiều nấu canh. Tại vì có cá chiên mặn nữa cả nhà. Có 4 con này, còn nhiều nấu canh. Nấu canh 8 con, còn thừa 4 con. Kẹp tiêu. Rồi em ớt cá nè. Đây em có băm tỏi với gốc hành với ớt em bỏ vào. Em cho vào đây miếng nước mè cả nhà. Chờ miếng ngọt, miếng hạt nêm, thêm muỗng cà phê đường, miếng nước mắm, thêm muỗng chanh nước mắm cái này. Rồi em chọn lên trái vị. Trước em đầm miếng tiêu để vô cái này. Cái rô đào ngon thế nha. Mình để đây cá cho nó thấm đi. Mớt đây nha cả nhà. Cơm xong. Nó giờ thấm rồi, em lên lên bếp kho luôn. Để em bật lửa lên. Đây em cũng bắt cái chảo lên để em chiên cá mặn luôn cả nhà.
Đây chảo nóng rồi, mình cho dầu vô. Cho miếng nước vậy. Cái tỏi sắp chín rồi. Mình cho dầu ăn vậy. Để em cho một tí dầu ăn vào cái nha. Cái gô nó có mỡ sẵn rồi, cho một tí vô cho cá nó bóng rồi thôi. Ngon lắm. Tôi cho ít tiêu lên đi. Cho ít hành lá lên. Giờ em có cái son lên, cái nước để nước canh cái nhỉ. Cái chiên cũng già rồi cả nhà. Mình tắt bếp luôn, mình gắp cá đi. Em cho cá vô.
cho nó thấm. Thêm vô đây một nhỏ hạt nêm, khoảng cà phê muối, nửa muỗng đường phèn. Rồi em cho bầu vô nữa. Bầu chín thì cá nó cũng chín rồi, cái rô nó cũng vàng chín đó. Bầu cũng chín, em cho cái gốc hành vô. Càng ngon quá nè. Cái người nó lứt càng vàng ra chừng. Rồi nó màu chín đó. Rồi hành nó cũng, lá hành nó cũng xèo rồi, em cho cái lá hành vô. Quá ngọt. Cá nó nằm ở dưới hết rồi cả nhà. Quá ngon cả nhà. Ngon này tắt cái chậm. Chà nóng càng trở ngon hơn. Em thử lại cá cho vừa ăn chứ. Con cho miếng nha. Tí nước mắm đậm vô nó mới nhạt. Nước mắm đậm là của con gái làm rồi cả nhà. Cho tí nước mắm đậm vô cho nó thơm. Em tắt bếp luôn. Tắt bếp thì em cho miếng dầu ăn vô cả nhà. Nó cần cho miếng dầu ăn vô cho nó nước nó có độ béo không? Rồi em múc canh vô luôn. Mùa nước nổi này là vợ chồng em thích ăn cá rô lắm cả nhà. Bữa nào nấu cháo ăn bữa đi. Bữa nào mua nấu cháo ăn bữa. Cháo nhúng rau ăn bữa cả nhà. Đậu đắng nha. Đậu đắng với hành. Thích ăn rau vị thì mình đúng rau đó. Đậu đắng với hành. Nếu bữa nào mình đi bẻ cả chợ ấy. Gái chưa về nữa. Cả chợ nấu canh cá này. Một vợ. Một quá chợ luôn. Cả chợ không ngon mà canh này đó. Đúng rồi. Hôm nay đưa có canh này thì canh này thì ngon hay cái gì? Xả lúa canh cá thì khỏi cho ăn. Để miếng tiêu cá nữa nè. Mời cả nhà mình cùng thưởng thức. Em bầu là ngon nhất cái nhỉ? Em gác một ít tiêu lên cái này. Rồi gác nó chan, nó chan trong nồi sợ nó cay. Bên cái này đi. Bữa cơm gia đình của em cũng làm chín rồi cả nhà. Hôm nay em làm canh canh bầu nấu với cá rô đồng cả nhà, với hành, rồi cá rô kho tiêu với một mớ cá muối nè cả nhà. Hai vợ chồng em xin mời cả nhà cùng dùng bữa cơm với em nha. Mời cả nhà dùng cơm với vợ chồng cả nhà. Này cá muối xả, cá muối chiên em. Muối mật thôi.
Cá nhỉ. Đây là tương ớt này cả nhà. Mình thích ăn cá muối á, cá muối nặng nặng mình chấm cái tương ớt này nó chua chua nó cay cay ngon. Thích lại đó. Mời cả nhà dùng cơm nha. Mời cả nhà dùng cơm. Toàn bộ là món đậm không cả nhà. Cá gô đậm ha. Ta cần làm gô đậm, nước mắm đậm, cá muối cũng cá đậm được. Ngon không nhỉ? Em xin mời cả nhà ăn cá rô đậm nha. Chấm với nước mắm ớt. Để vào chén đĩa từ từ ăn ngon lắm cả nhà. Ăn béo. Đây mời cả nhà con cá. Cá đậm đó nha. Cá gặm đậm. Mình muối mặn mặn nha nha. Mình chấm với lại tương ớt. Muối tỏi ớt mà thôi. Muối tỏi ớt. Không có muối xả. Không có vừa mà nó cẩn thận nha, không mất được. Để tương ớt đây đây, để chấm. Anh thích canh bầu nấu vậy nè. Con mình thì nó thích trà mỡ. Giá mình nhân trai mình thích sắc sợi sợi vô cả nhà. Rồi trà mỡ mớt cũng vậy, nó còn cả mình thích nấu canh giống như canh ngọt vậy nè cả nhà. Tỏi cái mỡ tỏi nhát. Cá gô kho tiêu. Cái này chấm củ thì ăn cá đậm. Gô đậm. Chân cành nha. Mình là cái thói quen của mình là ăn mà không có chan vô cơm, mình thích hấp nguyên chén. Cảm ơn cả nhà. Để cho chấm cả. Ngon. Gấp hành cắn cực cực ngon. Được không? Cá gô mặt nhà gô mặt chấm nước mắm đậm tầm nắng luôn hả.
nó bỏng lưỡi luôn cả nhà. Nóng rồi đúng không? Ăn miếng bầu gió nó nóng. Cà chốt trứng này, muối này, muối bằng mặn này chấm cái tương này. Mấy giờ mà con gái mình kêu về nữa vậy? 10 giờ 15 phút em. Thế mà chạy về đây khoảng 15 phút chưa tới vậy? Hôm qua anh về trễ, nó về trễ rồi. Chung cá cũng dễ làm. Món ăn cả nhà. Có mắm nè, có tiêu nè, có lạc nè, có tương nè, canh chua. Cái liền cũng ngon chứ. Có cá gặp. Nó mặn cũng ngon nè. Cá này cũng không ăn lưới tới giờ còn nè. Cái lưới mày em gái nè. Chàng cái nước này nha. Nước kẹo kẹo nè. Và kết thúc clip nha. Thì cả nhà ơi, clip cũng khá dài rồi. Thì bữa cơm gia đình hôm nay với món cá rô đồng nấu canh bầu, rồi cá rô đồng kho tiêu cả nhà. Rồi có thêm cá chốt, rồi cá gầm quý xã cả nhà chấm cho lại tương ớt. Thì clip khá dài cho nên vợ chồng mình sẽ kết thúc này tại đây. Nếu mà nhà xem thấy hay vui thì nhớ tặng cho chồng like, đăng ký, chia sẻ để cho chồng mình có động lực để xuất bản được nhiều clip hay nữa. Giờ thì tôi mình hôm nay tôi tạm biệt nhà và hẹn gặp nhà clip lần sau. Bye bye.